Ok, chào mọi người. Hôm nay shop lại gửi cho mọi người ít cái cần lua nha mọi người. Thì đa phần những cây này sẽ là những cây cần lua cần hai khúc thôi nha anh em. Đó. Thì có cây thứ nhất là một cây cần lua cắm gốc chuyên về cho anh em câu lua bobbin nè. Đó. Những cây còn lại là đa phần về cho anh em câu lua gần, lua cá lóc. Đó. Rồi, để shop lên cụ thể từng cây cho mình xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỏng không kịp lên á thì anh em mới gửi về shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Gửi mọi người xem cây thứ nhất. Thì cây thứ nhất gửi mọi người xem là một cây cần của hãng Majorap nha anh em. Cây này một cây cần cắm gốc. Đây. Thì hãng Majorap thì đa phần nó sẽ sản xuất tại China hoặc là của Việt Nam nha anh em. Chứ ít, rất ít cây sản xuất tại Nhật nha. Rất là ít cây luôn, chứ không phải là không có. Đây, một cây Majorap Cortex. Đó. Thì cây này nó có chiều dài là 2m28 nha anh em. 2m28, nó lua từ 20 đến 80 gram, lai từ 2 đến 4 PE nha anh em, lai từ PE từ 2 đến 4 nha anh em. Thì Majorap cần thì cần cắm gốc. Đây, bát là bát Fuji, phen là dạng phen Fuji Seed nhé, phen chân ca. Đây, phôi thì cây này thì còn rất là đẹp này, đó. Đây, phen Seed nhé. Keo chỉ thì nguyên xin hết luôn. Thì cái này nặng là 190 gram nha anh em, 190 gram. Đó. Đọt của nó sẽ là 2.6 nha, đọt 2.6. Mu của con cần sẽ là mu trống sẵn luôn. Đó, cần rất là đẹp. Đây, rất ok nhé. Đây. Đó. Đây cái phần keo nó ngã vàng này nó là đa phần nó sẽ là phần keo dư nha anh em. Đó, nó sẽ bị ngã vàng. Mà không có vết nứt hư gì cho nhanh nè, mọi thứ ok hết. À, càng rất là đẹp, anh em về câu thì vô tư. Rồi, giá cây thứ nhất, giá sẽ là 1.7 nha nè, 1.7 cộng xếp cây thứ nhất. Tiếp theo cây số 2, cây số 2 gửi cho mọi người là một cây cần câu lua. Thì đây một cây cần có từ Taiwan nha nè, từ đây main Taiwan nè mọi người. Đó, một cây cần từ Taiwan, trước cái thị trường Nhật nhé. Đây một cây cần lua dài 2m59 nha anh em. Gần 2m6. Đây. Phôi của cần sẽ là phôi gấp fit nha anh em. Phôi này rất là xịn nhé. Cái này nó chắc tương đương với carbon nha mọi người. Bát cần sẽ là bát Fuji. Đây, bát Fuji tam hoàng. Đây, phôi sẵn nè thấy không? Rất là đẹp. Cán là cán bằng, cán thì còn rất là mới nha mọi người. Nó dạng không bị mục, không bị đen quá, tổng thể còn rất là mới. Đây, phôi nữa đây. Rất là đẹp nha anh em. Đây. Đây. Chất liệu phôi đây, gấp viết nhé. Mấy cái này thì rất là chắc và nhẹ nha mọi người. Nó tương đương với carbon luôn. Đây. Thì cây này dài 2m59. Nặng là 208 gram thôi nha anh em, nặng là 208 gram. Và cái này nó đọt của nó sẽ là 2.4 nha mọi người, đọt 2.4. Phen là phen Fuji nhá, phen Fuji loại xám. Đây trên đây nó sẽ sẵn ra, anh em thấy rõ không? Đó. Phen là phen Fuji loại xám. Bát là bát Fuji tam hoàng. Và cái này lô mát ra tầm khoảng 25 gram nha anh em, lô mát ra tầm khoảng 25 gram, lai từ 8 đến 12 lb thôi còn rất là ok. Đó. Cái này về cho anh em câu cá lóc nè, đó, câu chê, câu cá chép đều rất là ngon nhé. Độ cứng cái này nó ra tương đương tầm khoảng ml thôi nha mọi người. Đó, độ cứng tương đương tầm khoảng ml thôi, nhưng mà được cái tổng thể của mình thì càng đẹp. Rồi, giá công khai cây số 2, giá sẽ là 1 triệu nha anh em, 1 triệu cộng tiếp cây số 2. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 gửi cho mọi người là một cây cần lua đến từ thương hiệu Daiwan. Thì đây một cây cần lua dài sẽ là 3 m nha anh em, dài 3 m và cây này sơ bộ phen là phen xít nha anh em. Đây, phen xít nhé. Cần thì còn rất là mới rồi, đó, khỏi bàn. Cản là cần mốt nha mọi người. Cần mới và cần mốt, bát là bát đây qua. Đây. Cần rất là mới. Đây qua nha mọi người. Đó. Đây. Cái này dài 3 m,
nó lua từ 5 đến 21 gram, lai từ 6 đến 10 2 LB. Đó, hàng sản xuất tại Taiwan. Taiwan Phantom. Thì cái này nó nặng là 180 gram nha anh em, nặng 180 gram, đọt của nó sẽ là 21. Cái này về cho anh em câu cá chép nha anh em, câu cá chép còn anh em câu hanh, câu cháp. Nếu xét về lô thì cái này lô lóc thì nó sẽ hơi mềm. Đó, cái này chuyên về cho anh em dạng câu gần được. Đó, lô gần. Mực cũng rất ok nha mọi người. Đó, phen này rất là đẹp. Ngoại hình tổng thể cái này nó ra tầm khoảng 95% nhé. Rất là mới. Đó. Một cây đây qua, hàng rất là mới nha mọi người. Hàng lấy được thị trường Nhật về. Rồi, giá công khai cây số 3, giá sẽ là 1 triệu nha anh em. 1 triệu cộng ship cây số 3. Với giá 1 triệu thì bộ phen này nó sẽ bằng tiền với bộ phen này nha, bộ phen rất là xịn. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 gửi cho mọi người một cây cần của hãng Minecraft. Thì cây này về cho anh em dạng câu dít nè, câu sóc dít nè anh em. Đây một cây sóc dít nè, Minecraft nha anh em. Minecraft. Về cho em anh em câu nào, anh em câu dạng sóc dít nè, đó. Thôi anh em câu lóc ở dạng cái này anh em đi lóc gừng thả ra đó, câu lóc bông đánh gần đó. Thì cái này dài 3 mét, độ cứng sẽ là độ cứng hắc, và cái này nó lua mồi từ 50 đến 100 gram nha anh em, lua mồi từ 50 đến 100 gram. Like be thì nên be từ be 1.5 đến be số 3 3.5 nha anh em, be từ 1.5 đến 3.5. ngoại hình cái này thì nó gây tầm khoảng 93-95%, rất là mới. À. Đây. Càng mút nha, càng mút. Phen là phen Fuji, phen lọt xám thôi, dạng Fuji Akunai. Bát là bát Fuji, rất là đẹp. Đây. Minecraft. Đây, cái này Minecraft là được sản xuất tại China nha anh em. Đó. Hàng rất là xịn. Thương hiệu Minecraft này là chuyên, họ chuyên về sản xuất cần lô mà. Đó. Phen rất là ok nhé. Thì cái này nặng là 270 gram, đọt của nó sẽ là 31 nha nè, đọt 31, nặng 270 gram. Đó, keo chỉ thì nguyên zin, càng rất là mới. Rồi, giá công khai cây số 4, giá sẽ là 1.7 triệu nha nè, 1.7 triệu cộng tiếp cây số 4. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 gửi cho mọi người là một cây cần của hãng Daiko. Đây, một cây cần Daiko dài 2m7, sổ bộ phen đầu phen Fuji 6 nha mọi người. Đó, một bộ phen là bộ phen xích xa Fuji 6 thôi. Đó. Đây, Fuji loại 6 nha anh em, chứ không phải là dạng xích. Cái này ngoại hình thì còn rất cũng rất ok nha anh em, còn rất là mới. Đây, phen loại 6 nhá. Fuji. Bát là bát Fuji dạng bát gold. Đó. Thì cái này nặng là 270 gram, đọt của nó sẽ là 2 ly 3 nha nè, đọt 2 ly 3, nặng 270 gram. Thì đây một cây cần Daiko, hàng nội địa Nhật. Đó. Thôi còn rất ok nha nè, chuẩn chỉ nha. Đây phen đời 3, đây phen lớn. Bù là bù xít nha nè, bù xít. Thì cái này lua từ 10.5 gram đến 42 gram nha nè, like từ 10 đến 20 LB. Đó. Một cây này về cho anh em câu lóc cũng ok. Đó, câu lóc đánh giá thiệt là ngon lành này. Đây đây cô, càng rất là mới, hàng chuẩn chỉ nơi địa nha nè. Đây tên của nó đây. Đây đó. Đây cho anh em dễ thấy. Đây Japan nhé, Action Pack. Độ cứng cái này thì tương đương với M nha nè, độ cứng M. Rồi, giá công khai cây số 5, giá sẽ là 1 triệu 5 nha nè, 1 triệu 5 thôi. Đó, một cây hàng nội địa nhé, càng rất là đẹp. Tiếp theo cây số 6, cây số 6 gửi cho mọi người một cây cần Minecraft. Thì cây Minecraft thì gửi cho mọi người chuyên về cho anh em nào câu cá chép nhé, câu cá chép. Thôi anh em câu cũng gần, câu câu mực, đây một cây rất là ngon. Phen cây này sẽ là phen Fuji nòng súng nha anh em. Đây, phen Fuji nòng súng. Foil là foil carbon sẵn. Thì cây này dài là 3m18 nha anh em, dài 3m18. Nặng là 214 gram.
phen là phen Fuji Sit, phen nòng súng bá tập bá Fuji Honda Carbon rất là đẹp. Mình xịt thích nha. Mình xịt cho mọi người. Nòng súng. Cái này thì nó sẽ lua từ 7 đến 30 gram thôi anh em, lua từ 7 đến 30 gram. Lai từ bê số 0.8 đến bê số 2 đó. Cái này về chiên về cho anh em dạng câu cá chép, câu cá chê nhá. Đó. Thôi anh em lấy anh em câu gần. Đó, gần thì anh em đánh màu nhỏ thôi, nhỏ nhẹ thôi, đánh đúng thông số cần. Đây. Cần đây, đó. Mà dao ráp nhá. Satis. Đó. Cần rất là đẹp. Rồi, giá công khai cây số 6, giá sẽ là 1.500.000 thôi nha anh em, 1.500k cộng ship cây số 6. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 gửi cho mọi người một cây cần đến từ thương hiệu nội địa ạ. Thì đây một cây cần ban nha anh em. Nó một cây cần ban hàng nội địa Nhật. Đây, phen của nó là khoảng phen hai chân nha anh em, phen cao đó. Đây, phen này, đó, rất là đẹp. Thì đây một cây cần ban hàng nội địa Nhật nha anh em, hàng nội địa Nhật. Thì cây này dài sẽ là 3m18, nặng sẽ là 255g. Đó. Đọt cái này sẽ là 2.4 nha anh em, đọt 2.4. Cần thì còn rất là mới rồi. Cây cần ban. Đây nè. Cái cỏ, cái dừa nhá. Thì cái này nó sẽ lua từ 10.5g đến 35g. Lai từ 10 đến 20 lb nha anh em. Đó, lai từ 10 đến 20 lb. Đây, thông số rõ ràng nha mọi người. Cần thì rất ok và mới nhá. Cây nội địa này thì đánh rất là ngon nha anh em. Đó, cây này anh em về có thể câu lóc được rồi. Đó. Bụng nữa đây. Đó. Tổng thể ngoại hình thì còn rất là êm. Đó. Dạng không có xê xát nhiều. Độ nảy cái này thì tương đối cao nhá. Phen là phen Fuji nha anh em, phen shit nha. Đó. Ăn tiền với bộ phen này. Cái này anh em về câu gần cũng rất ngon. Đó. Ok nha mọi người. Đây, mình chết hết nha. Thì cái này cây số 7 giá công khai là 1.800.000 nha nè, 1.800.000 cộng ship. Rồi, và đây sẽ là một số cây về cho anh em có bạo lực, cầu lóc bông nè. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 gửi cho mọi người là một cây cần của hãng Daiko, một cây Daiko nội địa nhé. Thì anh em nhìn từ xa đã thấy thì cây này là sử dụng bộ phen lọ phen xích gòn nha anh em. Đây. Chân là chân gòn, lõi là lõi xích nhé. Hàng nội địa nha mọi người, hàng nội địa Daiko. Đây, phen xích gòn nhé. Ngoại hình còn rất ok nha mọi người. Nào, Fuji, xích gòn. Bát tập bát Fuji tam quan bát gòn luôn, cắn mớp còn rất là đẹp luôn. Này keo chỉ cái này thì chuẩn chỉ nguyên zin thích nha anh em. Đây thì đây một cây cần Daiko hàng nội địa Nhật nha anh em. Daiko nội địa Nhật thì cái này nó sẽ dài là 2m7 nha mọi người, dài 2m7 dính miếng bụi nè. Cây này dài 2m7, đọt của nó sẽ là 2.5 thôi nha anh em, đọt 2.5. Và cái này một cây cần dạng bạo lực đây, đó, chuyên về cho anh em câu lóc gân, câu nhát tập, anh em lua gần. Đó. Thì cái này nó lua từ 28g đến 112g nha anh em, 28g đến 112g. Lai từ 20 đến 50 lb. Đó. Tải khá là cao nhé, cái này tương đối cứng. Và rất là đẹp. Đây thông số của nó đây, một cây đai qua đó. Một cây đai cô nào, độ cứng của nó ra tầm khoảng ES. Rồi giá công khai cây số 8 giá sẽ là 2.800.000 nha anh em. Một cây hàng khá là ok về cho anh em câu lóc gân đánh bạo lực đó. Hàng bọc hàng đai cô
Tiếp theo cây số 9, cây số 9 gửi trong người một cây cần về cho anh em đánh sóc dít nè. Đó, thôi anh em câu gần lua lóc luôn nhé thật. Đó thì đây vẫn là một cây cần major rap nha anh em. Đây một cây major rap thì đây một cây major rap dài là 2m88 nha anh em, dài 2m88. Thì cây này nó lô mát là 120g nha người, độ cứng của nó sẽ là HH. Thì cái này nó lai từ BE 1.5 đến BE số 4, lai từ 14 đến 35 LB. Đó, một cái major rap sốt nhất nhá, sốt nhất. Cái này về cho anh em câu lóc gừng, anh em đứng nhé thật. Đó, gần thả ga luôn. Thôi đây nè, thôi carbon nhá. Phen là dạng phen bóm, phen xít nha nè. Đây, bát tầm bát Pussy. Căn tổng thể ngoại hình thì còn rất ok nha mọi người. Đó. Rất ít xây xác. Tem đầy đủ. Đây. Phen này là phen bấm ngược nha nè. Đó, hẳn là bu là bu chống sẵn luôn, bu xít nha. Cây này là cây phen chân đen nha anh em. Ok, ngoại hình đẹp đẽ nhé. Cái này nó nặng là 270g thôi anh em, nặng 270g. Đọt của nó sẽ là 2.7 nha mọi người. Đọt 2.7, 2.3 nha mình. Đọt này cái 2.3 nha anh em. Đó, đọt 2.3 thôi nhưng mà phôi cái này làm rất là chắc ha, nên rất là cứng, anh em yên tâm. Độ cứng nó sẽ là HH rồi. Đó. Tải mồi 120g. Ngon lành. Rồi giá công khai cây số 9, giá sẽ là 2.6 nha anh em, 2.6 cộng xếp cây số 9. Tiếp theo là cây số 10, cây số 10 gửi cho mọi người là một cây cần dạng hàng mình lấy tại cửa hàng nha anh em. Đó. Thì đây một cây cần UFM, đó một cây UFM, cây này còn tủ luôn nha anh em, đó nó để trên tủ là mid shock nè mọi người. Đây. Thì đây một cây cần UFM, một cây hàng trưng bày, hàng rất là đẹp. Phen là phen gon nha anh em, phen xích gon. Đây. Đó. Cây này thì hàng khá là xịn. Anh em câu phản hồi cũng rất ok. Bát ta bát gon luôn, bát Pussy. Đây. Xích gon cho anh em. Đây, chân phen nó rất là đẹp nhé. Phôi đây. Chuẩn chỉ. Cây này thì xứng đáng về cho anh em nào sưu tầm, anh em câu câu rền, câu lóc cũng rất ok nhé. Đây phèn rất là đẹp. Thì đây một cây cần của hãng UFM, một cây cần nó dài là sẽ là 3m3 nha anh em, dài 3m3. Đây bù của nó cho anh em, bù dạng bù xít một chề nha nè, sư rất là dày. Cây này sẽ dài là 3m3 nha mọi người, dài 3m3, nặng là 298g, đọt của nó sẽ là 2.4 L. Đó. Và cái này nó lô mát là được 56g nha mọi người. Đó, lô mát là được 56g. Đây, keo chỉ đi, chuẩn chỉ hết nha. Đó. Lô mát là được 56g. Đây, hàng chút đẹp em. Đó. Hàng xịn của Nhật nha mọi người. Line mát là được 25 LB nha mọi người. Line mát được 25 LB. Cần ngoại hình rất là đẹp. Dạng hàng lấy tại cửa bàn, hàng trưng bày thì khỏi chơi. Đó. Phôi mấy khôi này thì rất là xịn này. Và giá công khai cây số 10. Đó, cây số 10 gửi cho mọi người giá là 2.5 nha mọi người, 2.500k cộng ship cây số 10. Tiếp theo là cây số 11. Cây số 11 là một cây dạng super whip luôn. Đó. Thì cây số 1 gửi cho mọi người là một cây hàng của hãng Gamakatsu. Đó. Đây, nhìn bộ phen đây anh em. Nhức nách luôn. Đó. Đây là phen xích gon nha anh em, chuẩn xích gon hàng Nhật luôn. Đó. Đó xích gon luôn. Đây, Pussy nha mọi người. Một cây này thì đây, cái này là cái định vị. Nó tráng một lớp inox ở đây luôn, chống nổ luôn, rất là xịn nhé.
Thì đây một cây cần Gamakatsu, hàng nội địa Nhật nha mọi người. Cây này thì cũng lấy tại cửa hàng, cần còn rất là mới. Có cái túi zin đi theo cần luôn nè. Đó. Đây. Bát là bát Pusi, bát gòn, phen gòn. Đó. Nói chung thì cây này thì không có gì phải nói, rất là mới. Chưa có dấu hiệu đó qua sử dụng luôn nha anh em. Nói chung thì bên Nhật thì mình cũng không biết, nên ở Việt Nam thì đảm bảo mọi người chưa câu ở Việt Nam nhé. Đây, xích gòn hết nha mọi người, cần rất là đẹp. Đây. Cái nút định vị dưới cái lóng hồi nãy. Đó. Phôi cái này sẽ là phôi carbon nha anh em, phôi carbon. Và cái này nó có chiều dài sẽ là 2m7 nha mọi người. Dài 2m7. Nặng là 180g. Đó. Đọt nó sẽ là 2 ly thôi nha anh em, đọt 2 ly. Cần rất là đẹp. Thì cái này nó lua, đây thông số nó đâu ta? Đây. Nè, cái mặt cao su nhá. Và cái này nó lua từ 7 đến 35g, like từ 6 đến 14 lb. Cái này anh em về câu lóc ok nha mọi người. Câu lóc có thể anh em câu hanh, câu cháp. Cái đầm nào gọng gọng thì anh em có thể câu chẽm, câu cá măng. Rất là xịn nhá. Một cây Gamakatsu hàng nội địa Nhật. Cây này anh em sách đi câu là không sợ đụng hàng với anh em nào luôn. Đó. Rất là ngon nhá. Rồi, giá công khai cây số 11, giá sẽ 3,3 triệu nha anh em. 3,3 triệu cộng ship số 11. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng. Một cây cũng rất là VIP. Đó. Cây cuối cùng mình gửi cho anh em là một cây cần của hãng Daiwa. Đó, một cây Daiwa Labat. Thì cái Daiwa Labat này thì nó sẽ còn túi nữa nha anh em, còn túi. Đây mọi người, đây một cây Daiwa Labat. Thì cái này mình cũng lấy tại cửa hàng quê, còn rất là đẹp. Đó. Đây Daiwa Labat 87LML nha anh em. Cái này độ cứng sẽ là ML. Thì cái này độ cứng ML thì nó sẽ lua từ 5 đến 28g, lai từ 6 đến 12 lb. Be thì cái này nó câu tải dây be từ be 0.5 đến be 1.2 nha anh em. Đó, cái này được sản xuất tại China. Nhưng mà hàng này rất là xịn của Daiwa rồi. Sử bộ phen là bộ phen ARS nha anh em. Đó, phen rất là mới, phen đời cao của Daiwa. Đây. Phen carbon luôn nha mọi người. Đó, phen ARS. Phen xít. Phôi đây anh em. Phôi cái này thì sẵn thế này, còn như bằng. Đó, khi Daiwa nó để lên bộ phen này thì cái phôi này thì rất là xịn nha anh em, sẵn hết luôn nhé, rất là đẹp. Thì cái này lấy tại cửa hàng thì anh em yên tâm, rất là mới. Cái này nó thiệt thì về đây thì nó bị thiếu cái hộp thôi chứ không còn gì phải chê chất nó hết. Đây, rất là xịn nhá. Đây, phen ARS, phen rất là đẹp. Thì cái này dài là 2m61 nha anh em, dài 2m64, nặng sẽ là 127g nha anh em, 127g. Đọt của nó sẽ là 1 ly 8. Đó. Độ cứng là tương đương với ML. Đây, bu cái này sẽ là bu titan nha anh em, bu xin. Là bên đây nó khắc chữ T nè mọi người. Đây, rõ ràng nhé, titan. Sẵn tới ngọn luôn. Đó. Rất là mới. Cái này về dạng chuyên về cho anh em cận câu cá hanh, cá cháp, câu chẽm nè. Anh em câu cá leo. Đó. Rất là ngon nha mọi người. Anh em nào có thể câu cá chép cũng được. Rất là xịn cái cần. Nhẹ, vừa nhẹ mà vừa đanh nữa. Đây qua phôi X45. Rất là xịn nhé. Rồi, giá công khai cây cuối cùng, cái số 12 gửi cho mọi người giá là 4,5 triệu nha anh em. 4,500k cộng ship cái số 12. Cái này nguyên zin hết nhá. Thì đó tổng cộng 12 cái cần gửi cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào có thể chốt để shop số điện thoại shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.